Chào bác, xin chào các bác. Em lên sóng cho các bác một con máy lọc khí Panasonic FVH70. Con này cực đẹp coi nhé. Con này cực đẹp luôn. Về hình thức của nó trắng tinh, vỏ nguyên bản đấy ạ. Con này vỏ nguyên bản nhé. Nguyên bản còn trắng đẹp như mới luôn. Một cái dòng máy đã VIP rồi, lại còn hình thức rất là đẹp. FVH70. FVH70 thôi nhé. Đây là cái dòng máy phân khúc cao cấp nhất tại thời điểm nó ra mắt. Có cảm biến phát hiện người này các bạn này. Đấy. Econavi báo phần trăm độ ẩm các thứ này. Mã số 3 các bạn nhé. Khóa trẻ em này, giữ 3 giây đồng khóa này. Đấy. Nói chung là con này đầy đủ tất cả các tính năng của một con máy Panasonic hiện đại nhất. Đấy, đầy đủ tất cả. Đấy, cảm biến ánh sáng, hai cảm biến ẩm mùi và cảm biến bụi, hình thức rất là đẹp. Hai cánh vẫy, đấy. Các chế độ lọc khí buồng đầy đủ. Con này em đã đấu biến áp điện 220V rồi, đẹp xuất sắc quá nhá. Của bánh xe đầy, hình thức bên ngoài cực đẹp luôn. Màng HEPA thay mới nhá, màng HEPA thay mới tinh rồi. Màng này nó khi mà các bác thay mới có giá 400 nhé. Màng than của Pana thì rất là dày. Đấy, Pana có cái điều điểm cái than này của nó là cái hạt than. Hạt than nó rất là dày nhé. Chiếc máy này thì mình dùng được cho phòng khoảng 50m² đổ lại. Rất là cơ động, các bác mua dùng cho phòng ngủ rất là thích nhé. Càng mua máy to thì lọc càng khỏe càng nhanh. Điện thì không đáng bao điện, ở chạy eco của nó mỗi giờ thì tiêu tốn khoảng 20W điện thôi. Bình nước này đẹp. Màng tổ ẩm con này nó hơi vàng một chút thôi các bác nhé, nhưng mà rất là xốp, không ảnh hưởng gì đến chất lượng lọc nhé. Này, không ảnh hưởng đến chất lượng bù ẩm nhé. Đấy, nó hơi vàng một chút thôi, còn nó vẫn là zin này. Máy đẹp, vỏ nguyên bản trắng tinh. Nói chung là rất là hiếm những cái con nó trắng đẹp như này. 66W, FVH70 series máy 7233, năm sản xuất 2012. Được không? Rất là đẹp. Cái chiếc này thì em bán là 2.9 triệu, bảo hành 12 tháng, giá trừ phí vận chuyển. Đấy, bác nào có nhu cầu mua một con lọc khí VIP đẹp, bác liên hệ nhé. Em sẽ cho test thử tính năng bụi mịn 2.5 PM. Hôm nay chất lượng không khí thì cũng khá là tốt các bạn này, cũng đang ở ngưỡng xanh. Vừa bật thì nó dưới 75 thì là ok cho máy, xem là sau khi cho qua máy thì chất lượng nó thế nào các bạn nhé. Đấy. Chất lượng không khí, cái luồng khí thổi ra đường máy qua máy rất là tốt. Các bạn nào muốn mua một con máy VIP đẹp thì các bạn liên hệ nhé. Cực đẹp luôn, chất lượng không khí các bạn này, cực tốt nhé. Giá 2.9 triệu, bảo hành 12 tháng, chưa phí vận chuyển. Chào các bạn.